Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp ha. Hay da. Anh Maric này là cũng chuẩn bị kỹ lắm rồi đấy. Bữa nay là quyết một trận với mình luôn á. Rồi mà rút bài ra thêm cái đã. Ôi trời ơi. Có bách điên thiên nhãn mà thêm con này vô nữa thì nhiều hơi nhiều đấy. Hai lá thôi đề phòng. Thôi con này ra trước. Để họ ánh quăng con hàng chính ra có 500 anh em cứu con này. Take this. Gì đây? À, biết ngay biết ngay. Úp hết trap xuống là có chuyện rồi. Rồi để coi anh dở trò gì. À con này hả? Rồi khỏi còn tỏ ra nguy hiểm. Trời ơi con này em biết nó quá mà. Anh này cái tính anh thức tỏ ra nguy hiểm rồi sao bên này ra trap nhiều thế. Rồi chơi thử biết mặt anh hùng. Không phải là cái mặt nạ rồi các bạn. Úp xuống là để dọa mình thôi. Rồi vô. Vì sao tôi say mê đá banh. Rồi để coi cái gì đây. Con này gì? Ồ con này mạnh đó. Nhưng mà cũng thường phải không anh ạ? Bách niên thiên nhãn. Bộ quỷ của anh hơi bị lợi hại đấy. Nhưng mà mình ra được cái thế nhiều trap với ông về thì hầu như không cần phải lo. Anh bây giờ mới úp thêm một lá xuống à. Bạn đã bắn thử rồi nó nào. Rồi vậy là không phải lá chống công rồi. Không phải lá chống công thì gọi con này lên bắn thêm phát nữa. Cái lá này nó hay cho đó. Trời ơi. Hey, hey. Rồi xong để coi ông anh làm gì em. Rồi vô tiếp đi. Ây da. Lợi hại rồi nha. Nhưng mà là em lợi hại cơ. Thiết thủ giáp. Hồi giá này chơi trap không trời. Nói chung chỉ có lá này với lá mảnh tường xung pha. Vậy cái lá 500 anh em á là mới chơi danh lược của đối phương được thôi. Thành ra là mình phải canh me mình chơi kiểu này nè. Anh không có lá chống công là anh chết chắc rồi. Rồi giờ muốn dở lá này lên nữa gì thôi dở luôn đi cho nó hỏi hoài mệt. Rồi xong. Một pha tự hủy không cần thiết nhưng mà thôi kệ nó hỏi hoài chán các bạn. Cho đi luôn đi cho rồi. Đường nào mình trả thắng. Rồi vô tiếp. Ây da bộ bài này ảnh. À không sao mình có lá này thì sợ gì ảnh. Có điều à không sao có lá này bảo vệ bài mình luôn. Có lá này để chống lá phép của ảnh luôn. Ok. Coi ảnh quăng cái lá gì ra. À rồi. Không cho ảnh đốn lấy máu đi các bạn. Chủ yếu mình đề phòng cái chổi của ảnh là chủ yếu. Ngàn máu không này không đáng các bạn mới vô. Rồi hất bài vô gì chấp nhận luôn. Cho con summon này mình cũng có không có dùng nhiều. Rồi ok úp bài xuống nha. Nãy mình có lá không ấn ảnh không úp, bây giờ ảnh lại úp bài xuống mà mình lại không có lá không ấn mới buồn nha. Con này nằm xuống rồi đó. Ảnh đã úp xuống khả năng cao là con thủ 2000. Rồi bắn thử. À là con này. Rồi thôi kệ ok không sao. Rồi con này nó yếu yếu vậy lượt sau mới dễ dụ ảnh các bạn. Vô tiếp anh đây. Vô đi. Ờ bên này mà đất xui.
Trời ơi, thêm lá này nữa. Rồi, vô ta. À, phù thủy mà bị ám các bạn. Tội nghiệp. Thường thì phù thủy hay dùng bùa, dùng ngải chơi người ta này, phù thủy bị ám ngược lại mà, tại phù thủy đụng nhầm con quỷ mà. Cái này gọi là đụng hàng nè. Rồi, ok. Vô tiếp để coi coi ông anh có cái gì lợi hại. Ủa, úp bài hoài vậy anh trai? Rồi, chiến binh hột đậu. Cho con này bắn luôn, lỡ có gì mất đâm máu thôi. À, là con này, con lấy trap. À, mà ảnh không có trap. Tội nghiệp, xui. Rồi, thêm phát nữa. Rồi, thôi, kết thúc nỗi đau cho anh Maric đi các bạn. Bữa nay thắng quá giòn giả luôn. Rồi, ok. Bữa nay chiến thắng bằng hai pha tự hủy các bạn. Rồi, ok, để vô giá tập này hơi ngắn để mình vô mình mở cái bản của Yugi lên chơi tiếp. Rồi, ok, không biết chúng ta lấy được cái gì đây. Ây da, chúng ta lấy được một lá bài mới, hệ pháp sư, và nó là pháp sư lưỡng tính các bạn. Nó tên là Doom Shaman, và con này 6 sao, công 2004, thủ 2000. Và có một hiệu ứng ở dưới đua lợi hại vậy anh trai. Con này thì mình không quan tâm lắm. Con này là đồ, thậm chí nó thủ không được 1500 nữa. Công thủ vậy hơi bèo, nó không chí nó còn bèo hơn con chuột của bạn. Con này người côn trùng này để chơi hơi vui, nhưng mà con pháp sư này ngon nè. Bộ pháp sư này con này ok. Tại vì nó công 2004 mà nó thủ 2000 mà nó 6 sao nữa thì nó quá tuyệt vời. Nó không có effect, nó vẫn ngon như thường. Tại vì xét ra con Summon Queen công tới 2500 mà thủ có 1200, con này công thủ đều được. Rồi, ok, vậy là ổn rồi. Why can't you understand? Do you really believe the world is worth saving? Rồi giờ chúng ta qua chúng ta chơi với lại Yugi các bạn nhé. Làm gián với anh Yugi luôn, chứ không tập này mới có chưa được 8 phút nữa. Rồi. Yo ta yo hay hey yo ta là yo hay. Rồi, đầu tiên là úp con này xuống trước đi. Coi ảnh chơi cái gì. Chơi với Yugi phải sức cẩn thận. Bạn Trúc Anh có nói với mình là chơi với Yugi là khó nhất. Rồi thừa nhận tại ba bản này chúng ta ít nó có ít bài. Thật ra là chơi thì cầu thừa nhận nó khó thật. Nãy ra nó thiên thần đúng lúc. Lúc này ra được thiên thần là bắt bài của ảnh về đè lên luôn sướng. Chơi Yugi toàn phải chơi võ thủ thôi. Giờ toàn mấy con này không quăng ra uổng, thôi úp con này đi. Lượt sau có gì mình dở là mình quăng lá bài này của ảnh vô mình đè con này lên luôn. Ôi trời ơi, đụng phải bộ bài mạnh nhất của anh rồi. Đây, vậy kiểu gì con này chẳng phải là con thủ 2000. Tại anh không dở lên thì chứng tỏ con này là thủ 2000. Quăng nó vô. Thật ra con này để dùng để trùng để chống xung quanh là nhiều hơn. Nhưng mà tại tạm thời mình anh để hai lá đây, kiểu gì chả có một lá là trap hole. Thậm chí hai lá đó là trap hole luôn, bình thường Yugi vô trap hole nhiều lắm. Thật ra giờ phải có mấy con 1200 đồ ra mình quăng cho nó chết trước đã. I end my turn. Đã, rồi thôi ra chịu đòn đi con. Biết ngay phải không? Rồi xin lỗi nha, nhưng mà tại chức năng của con là vậy, thật ra con này để thủ cũng được. Mấy con mà công 1200 thủ 800 cơ, chứ còn ví dụ con này công 1200 thủ 1500 thì cũng được mà các bạn thấy không? Cái lá bài này 4 sao mà nó là thế hệ đầu mà nó còn công nó thủ được như vậy. Mấy cái lá bài về sau này quên bắn kia biết con đó thủ 2000 rồi. Nó các bạn giống như lại cái lá bơ côn trùng hồi nãy đó, các bạn thấy không? Nó công 1150 mà nó thủ 1400, nó còn bằng mấy con này nữa. Nó bằng con chuột chứ lộn. À, đó bắt đầu ảnh ra bài mạnh nữa, dụ ảnh ra được chừng 5 lá đây mình cho Dark Hole nổ một cái cho rồi. Ôi trời, ra con này nữa à. Rồi thôi tạm thời án binh bất động các bạn.
Bộ bài này của ảnh nhiều lá bài mạnh lắm, thành ra mình phải dụ đến khi nào mà ảnh ra thiệt nhiều bài mạnh lên mình mới chơi được. Tối máu anh từ từ, đối với bộ này là bộ khó nhất của Yugi này, chứ không phải bộ dành sức mạnh đâu. Vì dành sức mạnh nó đánh đến ra còn dễ, con này bộ này đánh mới khó, là bộ bài này toàn bài quái mạnh không. Bộ kia ảnh hay thủ thôi, bộ này ảnh dốc hết sức ảnh công luôn là mình hết đỡ. Rồi con này ra chịu đòn đi. Rồi vậy là không phải, không phải trap hole các bạn, quăng ra để thử có phải trap hole hay không ấy. Chứ mình úp nó xuống được. Chà, anh cầm 6 lá trên tay mà anh dày thì hơi nguy hiểm. Chà, rồi khoan, liệu có 500 anh em ở đây không ta? Tại bộ bài này nó có luôn cả 500 anh em. À không, là lá này cũng hồn quý với tôi. Rồi thôi không sao, không sao. Mình thì có đúng một lá thôi, anh có 3 lá luôn á, chứ anh cũng có 3 lá này, mình có đúng một lá này. Rồi con này làm gì nhau? That was a good attack. Nó ra được lá thiên thần, bắt con này về đè luôn, ngon. À đã hay, giờ ảnh ra summon mình cũng không sợ. Bán à, Trâm cũng mừng, bộ bài này là kéo được miếng máu của ảnh là ngon rồi. Có lần anh lấy bộ này anh quýnh mình mà mình không đánh được ảnh một cái nào luôn. Rồi ra tiếp đi anh, summon cua phù giống đêm gì cũng được. À, một con chắc là summon cua rồi. Còn thôi cũng phải là con Ghost of Dragon các bạn. Rồng bị quyền rủa. Có cái gì đâu mà không thể. À rồi. À, ok ok, hay hay hay. Thiệt là hay 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 hay. Dốc toàn lực để tấn công nào. Trời ơi, cẩn thận nãy giờ bằng thừa à, hăng quá dở lên tấn tổng tiến công. Trời ơi chết tôi rồi. Ở các bạn thấy Yugi nguy hiểm chưa? Nóng tính lên cái bật tiến hành tổng tiến công cái là no đòn với ảnh liền. Bây giờ chúng ta không có con nào khác được con này luôn, chúng ta có đúng một con 1700 thôi. Mới vừa loại được Summon Queen của ảnh mừng quá rồi, hóa ngu quá bạn. Quên mất là ảnh còn Mario 4. Rồi ok. Cái anh Yugi của chúng ta rất là lợi hại. Thật ra nãy giờ mình đoán là ảnh ảnh cố tình ảnh ra bài vậy, ảnh mất con Summon Queen, ảnh lợi dụng mình đấy. Nói chung là ảnh tương kế tụ kế, ảnh chơi mình các bạn. Ảnh biết là thế nào mình thấy mình vừa hạ được con Summon Queen mình mừng quá, mình tổng tiến công là mình ăn đòn liền. Đó, nãy mình không đè con này xuống là mình chết rồi không? Rồi xin nhẹ lại anh canh máu thôi. Còn lá này đang úp xuống nè, mình hai xài hết hai cái trap hole luôn rồi nha. Bản này thì không có hồi trap lại được đâu. Rồi con này thì nằm xuống, khi nào cần thì dở thôi. Rồi con này cũng phải xuống chứ biết sao giờ. Hết bài trước mình cũng thua, bộ bài này của ảnh là nhiều hơn bộ bài của mình luôn. Nói chung là đường nào mình cũng không chơi lại ảnh các bạn. Rồi con đó ráng đứng chịu trận đi. Thôi ảnh gọi phù thủy bóng đêm ra là mình dở cái đắc khôn lên mình chơi. Trên tay ảnh lúc nào cũng cả đóng bài kiểu này nguy hiểm quá. À, rồi thêm một con nữa bổ sung cho hàng thủ của mình. Mình có một con này để thủ với lại con F thôi. Quên nãy hứng chí dở nó lên luôn, đáng lẽ phải để được mình nó lại dự phòng mới đúng. That was a good attack. I activate my spell card. Gì đây? À rồi ok, từ từ lớn gặp nhau các bạn. I'll use this card to bring a monster back onto the field. Monster reborn. I call forth. Anh gọi Summon Queen rồi. I end rồi. Không phải mình anh biết giải tỏa mặt bằng đâu anh. Rồi anh giải tỏa mặt bằng thì em cũng xin phép giải tỏa mặt bằng nha. Hết hồn chưa? Dáng này đáng lẽ thắng được rồi á, mà tại pha nãy chắc thua quá, giờ chỉ coi cầm cự được với ảnh đến chừng nào thôi.
chứ mình thấy mình thắng không nổi rồi, kiểu gì anh cũng còn con 1.700.000 nữa à, mình con 1.550 nè, không chơi lại. Rakigi à, không, kéo dò chi thuật gì nữa, rút 3 lá bỏ 2 lá úp xuống hả? Anh bầu giờ ra cái gì đây, hết bài để thủ rồi. Thôi để con này sức, ấy chết quên, phải con này phải là chịu trận mới đúng. Tại khả năng cao cái lá này là trap hole. Nãy nhé, nãy cứ nghĩ trong đầu là trời ơi, chơi được hết trap hole của ảnh rồi. Giờ cũng chơi là được. Đầu pha này dở rồi. Cái con này lên nó phá cái bẫy đây cũng đỡ. Mình xài luôn con Hane Hane rồi, phải gì Hane Hane còn quăng con này vô lại. Giờ phải đợi nó ra con bỏ. Rồi thôi con này chịu ra, ra chịu đòn đi. Quên đó thấy không, chơi Yugi quên cái thua liền. Rồi thôi đánh em hai cái đi, nên anh có hai con. Rồi vâng, 3.700 luôn. Ra được con 1.600 mừng, ảnh ra lại con 1.700 các bạn. Thì chơi Yugi là nóng máu lên cái là thua ngay, chơi với anh là cái đầu phải lạnh. Giờ phải ra được cái kiếm mới ngon. Ra con này chi. Rồi thôi thua rồi các bạn. Anh nóng máu với ảnh hai lần. Rồi phải một lần nóng, một lần thì hơi hơi vội vàng. Một lần thì vội, một lần thì nóng, một lần thì vội. Rồi thôi em chỉ thua bộ bài mua mạnh nhất của anh mà. Làm sao em đánh lại, em đánh bằng bộ cơ bản, anh có cho em đổi bài đâu. Chả biết làm sao nữa, mình rõ ràng mình muốn đổi bài, mình cất mà nó không cho đổi. Mình muốn lấy thêm ba con này vô để mình xài cái này đó, cho nên mình lấy được cũng nhiều lá lắm rồi chứ phải không đâu. Mà nó không cho là không cho. Vì hơn sức mạnh lấy đủ rồi mà cũng xài không có được, buồn dễ sợ luôn. Con cá có hai con nữa đây này. Giờ chơi chẳng qua cũng muốn lấy bọt bọ thịt người thôi. Mấy cái lá này cũng muốn bỏ vô nữa đây. Con này cũng phải bỏ vô để dùng đây nè. Đây lá này nữa này. Mình nhiều lá hay lắm mà nè, bỏ vô hồi nó đạp ra hết rồi. Không biết cái bảng này nó bị cái gì nữa. Đây mấy con này nữa đây. Rồi đó bỏ vô xong nè, giờ chỉ cần thoát ra thôi, vô kiểm tra lại đảm bảo trở lại như cũ ngay. Bởi cái bản này không biết làm sao nó không cho đổi bài luôn, nó bị bất hay cái gì, buồn dễ sợ. Rồi thôi. I wonder how strong your deck is. Actually, it doesn't matter because I'll use all my skills to defeat you, no matter how many powerful cards you have in your deck. Rồi rồi, bao nhiêu lá bài mạnh trên sân của em thì em vẫn thua, em biết rồi. Em chơi với Maric thì em thắng, tại anh là nhân vật phản diện. Còn em đấu với anh thì anh là thắng thánh thắt game, mà làm sao em chơi lại. Thắng ai chứ thắng anh sao nổi. Nhưng mà chơi với ai mà thua thì buồn, chứ chơi với Yugi mà thua thì các bạn đừng bao giờ buồn. Vì đơn giản là chúng ta làm sao mà so được cái vua trò chơi hả các bạn. Mà nó chơi với ngày xưa bản dịch của Kim Đồng cũng không hay lắm. Tại vì cái gì cũng cứ rồi quy ra, hắn quy ra thuần Việt cho dễ đọc. Kết quả là nhân vật Yu-Gi-Oh này dịch ra là Du Hí Vương thì lại dịch là trò chơi. Kết quả là tới coi cảnh đi học, bạn bè nó hỏi nó trò chơi có muốn chơi trò chơi với tôi không, trò chơi. Câu đó nghe hại não thiệt sự luôn á. Rồi lần này không có tráp thì em tán anh sắp mặt. Ngày xưa Kim Đồng dịch nhiều cái hài lắm. Giống như Son Goku mà chết vì ăn bún riêu vậy. Kết quả bây giờ người ta hay nói vui là cách giết cái người mạnh nhất thế giới anime lại rất dễ, đó là cho anh ta ăn tô bún riêu. Và nó còn nói vui là muốn giết được Son Goku là phải đọc được một cái văn tự cổ. Trong đó nó nói rõ điểm yếu của Son Goku đó là không được ăn bún riêu. Thật ra Son Goku chết vì đau tim nha, không liên quan gì tới bún riêu. Chắc có lẽ lúc đó Kim Đồng muốn khuyên mấy cháu nhỏ là không nên ăn hàng rong ngoài đường hay sao á. À, Son Goku, vâng, Son Goku ăn nhầm rau có thuốc trừ sâu cho nên lăn đục là chết đó mà. Bỏ tay. Văn tự cổ quá đi.
biết ngay mà. Ảnh kiểu gì phải có lá này thôi. Ảnh ảnh có lá này nhưng mà giờ mình lại không có lá dispel các bạn, không phá được. Cái đó được, cái lá dispel trong cái phần này chỉ có một, đó là phá cái lá sơn, hai là phá cái lá này thôi. Nhưng hầu như phép trong cái bản này, đúng rồi, còn thêm cái kiếm nữa. Cái kiếm thì cũng thuộc diện phá được. Đi mất hai con ngàn sáu của mình rồi đấy. Rồi. Rồi cứ đứng đó chịu đòn đi. Ra hôm sau mình bắn được ảnh nhiêu đó cũng là ngon, dáng này có khả năng thắng cao. Dở. Xin nhẹ 800. Dở luôn. Oh no. Bài vô đi cưng. I end my turn. Rồi mình không đánh được thì mình phải thủ. Kiên thủ không đánh. Thủ tiếp cho coi. À không công hả? Ảnh chơi bộ bài này thì còn có cơ thắng được ảnh. Ê trời. I end my turn. Giờ ra được cái kiếm là mình cho con này xuống hố liền. Ra con này hả? À thôi cũng được đi. Rồi. Con này đi. Từ từ, cái lá đất khô là phải để dành nha các bạn. Giải phóng mặt bằng. Đó các bạn, mình chơi thua rồi, đừng có quạo chơi thua rồi, cứ tỉnh giống mình. Chơi lại gián cá, nói chung chơi với Maric thua rồi còn buồn, chơi với K3 thôi. Thật ra nó chơi với trong chỉ có chơi với Zoe mà thua rồi cảm thấy hơi khó chịu thôi. Khi chúng ta chơi với Yugi thì các bạn, chúng ta chơi với một nhà vua thì chúng ta thua là chuyện bình thường. Chúng ta chơi với K3 thôi, chúng ta chơi với chủ tịch tập đoàn ấy, chúng nó chơi với con nhà giàu, nó chơi nó lấy tiền nó đập mặt mình cũng thua nữa. Bình thường. Chỉ có chơi với Zoe là cái thằng côn đồ rồi thì mình thua đó thì không nói. Ví dụ như chơi với Maric thì thôi, nó cũng là dòng kiểu dòng họ lâu đời, trăm anh thế phiệt. Thật ra thì cũng chỉ là gác mộ cho vua thôi, nhưng mà cũng thuộc diện là có số có má, cũng là làm quan làm tước rồi chứ không phải đùa đâu. Rồi, ok. Rồi còn 1000 máu. Ảnh mà thủ con 2000 dở con này lên chơi quăng hết con ra, chỉ sợ anh có tráp thôi. Có tráp không? Ồ, giá này Yugi nhường rồi các bạn, không có một cái tráp nào cả. Để coi thử coi. Nãy giờ ảnh xài đúng một lá phép không có tráp, giá này ảnh nhường chắc luôn. You're going to activate a spell card? Ta thế. À là con này. Rồi thôi con gì cũng được, rồi cho con mammoth hút cái đi. Nếu sao con này thì nó cũng gắn với anh Yugi khá nhiều. Con này trong phim chả thấy nha. Không nhớ tập nào nó ra con này, nhưng mà con này thấy xuất hiện khá nhiều. Đấu với bộ bà côn trùng cũng thấy, mà tới lúc đấu với K3 mà chơi nhập cho con này, nhập vô con hệ bóng tối đi, nó làm suy yếu nó cũng có nữa. Lại là cái hũ nhốt rồng. Vâng, ảnh nhường mình thì làm gì có bài mới chúng ta chơi các bạn. Rồi thôi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.